Rồi, hello anh em nha. Đây là một cái lo của một anh khách. Anh đặt bên mình order nha các bạn. Thì mình có nhận order và làm thẻ theo yêu cầu các bạn luôn. Đây là lo Q92, phiên bản đặc biệt của Bluetooth luôn các bạn. Thì cái lo này công suất rất là lớn. Đó, thì mình đang làm file cho anh này luôn. Đó. Công suất nó rất là cao. Anh thì thấy dàn xa tới 2000 m luôn. Đây là lo túc chim nha, cò nè. Thì Soka đang làm cái pha rảnh chao chảo tiếng cu rồi nhiều lắm anh em, tôm hú nè. Mình bỏ vô bốn file tôm hú nha, tiếng xe xẻ đó. Thì rất là nhiều, thì mình cũng nhận order giùm các bạn nha. Order làm file luôn là giá là 1 triệu đồng nha. Chuyển khoản mình mới làm nha, trong vòng tuần là mình có hàng rồi. Đây là cái lo rất là xịn nha các bạn, đi cả ngày không hết pin. Thì hàng mới về, mới chép mấy cái thẻ cho xong cho ông bạn xong. Thì trong đây thì nó cho cầu đầu mod như bảo hành, cục sạc, người sạc lo, sạc đầu mod. Đó. Sạc chỗ này nè, trong đây có pin nữa mày. Thì tính gõ cho nó ghế mà năm ghế thì có pin này. Mình mới test thử à, để mai cho ship cho khách. Thường thường mình chơi lo thế này không ạ, một cái lo gì mình xài được rất là lâu, lâu hư lắm, tới ba bốn năm, năm sáu năm gì luôn, tùy theo người thôi. Còn lo rẻ hơn thì nó sẽ rẻ hơn. Cái lo này thì mình có thể nó kết nối Bluetooth nè, Bluetooth điện thoại nè, USB nè, có ghi âm nữa nè, gắn tai nghe nè, tai nghe headphone. Cái này hình như một bên tai nghe headphone, một bên là cái mic đó, cái mic mình nói chuyện đó. Bán hàng gông rồi đó, đeo mà đeo lỗ tai rồi. Con này sạc này, anh em thấy hộp rất là đẹp. Thì bên mình cũng nhận order nha các bạn, hàng này hàng order nha, đặt về. Này là Q92, mình làm thẻ sẵn cho anh em luôn đó. Một khi về là mình sẽ làm cho anh em một cái thẻ gì luôn, chứ mà mua máy là nó không có thẻ nha anh em. Mua máy chỉ cái gì thôi, là mình cắm thẻ vô nè các bạn đó. Mình cắm thẻ vô rồi mình làm thẻ xong rồi mình cắm vô nè cho các bạn xài. À, hiện tại là mình đang order này, cái này đang làm cho anh khách rồi đó. Thì anh em có đặt hàng thì cứ liên hệ số điện thoại mình rồi là bên em.